Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp tục một chiếc đồng hồ treo tường, thương hiệu là Citizen này. Xung quanh là những cái hoa nha các bác, rất đẹp. Chiếc này zin của nó đẹp xuất sắc nha, vàng ché nha. Nó xoay như là một cái bông hoa. Đến giờ là có đổ nhạc cảm biến ánh sáng, có mắt nhận ngày đêm nha. Buổi tối là mình tắt đèn là nó không có đổ nhạc nha. Vành to của chiếc này là 36 cm, làm đo chiều ngang thôi nha. Cho em test thử nhạc này. Nhấn tiếp tục nè. Nó có mấy bài nhạc thay đổi. Rồi, bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267. Và đây cũng là số Zalo của em, các bạn Zalo giúp em nhé. Để cần hình ảnh hoặc video thì em gửi thêm cho các bác tham khảo. Hoặc bên Zalo của em có thêm những sản phẩm mới, các bác dễ cập nhật hơn nha. Em kết thúc video, chào các bác.